Tiên xin ân mến chào buổi tối tất cả bà con cô bác. Ngày mai này là Tuyền, gia đình của Tuyền đi xem chiếc xe. Chiếc xe đó nằm ở cách cái tỉnh Hua Rình của Tuyền cũng 103 km. Thì khi mà mình cần mua xe đó thì ở đây nó có một cái trang mạng này nè. Mình lên mình bấm là Marketplace. Thì mình muốn tìm mua bất cứ cái món đồ gì mình lên trên này mình bấm vào. Sau đó ví dụ mình kiếm mua phụ tùng xe hay là điện thoại cũ hay là bất cứ cái gì ở trên này là đều có đăng ở đây hết. Thì mấy hôm nay xe có Tiền hư á, thì Tiền về á, Tiền có đến hãng xe mới cũng có, và Tiền đi vòng vòng ở Hua Rình này cũng như Boomerang, Hihugowa, Tiền cũng đi khắp hết nhưng mà không có chiếc xe nào vừa ý hết. Thì Tiền lên đây nè, vừa đi coi ngoài hãng và vừa Tiền cũng xem ở trên cái trang mạng này luôn. Thì tình cờ Tiền xem ở trên cái trang mạng này á, thì Tiền thấy được một chiếc xe đúng như cái hiệu mà Volkswagen mà ông xã của Tiền thích á. Thành ra là cái giá là Tiền thấy là 2.990 đồng, mà chiếc xe nhìn cũng trong đây đăng hình á, thì Tiền thấy rất là đẹp. Thành ra là ngày mai này á thì gia đình của Tiền sẽ đi xem. Đây chiếc xe họ đăng lên trên đây nè, đó chiếc xe này là ngày mai này gia đình Tiền sẽ đi xem nè, là 2.990 đồng. Thì chiếc xe đó cả nhà mình thấy rất là đẹp đó, mẫu mã đồ hình dáng thì rất là đẹp, xe dài luôn y như ý mà gia đình nhỏ có Tiền muốn luôn đó. Chiếc xe màu này đời 2006, chạy thì được 220 km rồi. Chiếc xe này mới hơn là xe của Tiền 1 năm. Xe của Tiền mà hư rồi đó là năm 2005, còn xe này là năm 2006. Thì Tiền thấy thì máy móc thì cũng còn mới mà sạch sẽ lắm, nhưng mà trên hình thì họ đang như vậy thôi. Để ngày mai đó mình đi xuống mình xem bên trong và ông xã Tiền sẽ lái thử cái cảm giác mình thấy nó như thế nào. Thì ngày mai này á, Tiền xin mời tất cả bà con cô bác cùng đi với gia đình nhỏ của Tiền đến một cái hãng xe này. Cái hãng xe này cũng là xe cũ thôi, xe họ mua về họ tân trang rồi họ bán lại chứ không phải là xe mới. Mà người chủ này hình như mình nghe trong cái giọng nói trong điện thoại thì cũng là người lớn tuổi, có lẽ là họ cũng xài rồi họ bán lại. Thì nếu mà hên á, may mắn á, mình mua được chiếc xe tốt thì mình xài được vài năm. Thì trên chiếc xe này á, Tiền thấy là đó cái hình nè, để Tiền xem đó. Thì trên chiếc xe này họ đã kiểm tra rồi, đến ngày 11 tháng 6 năm tới á, thì mới hết cái hạn kiểm tra. Thành ra là bên trong xe nè đó, Tiền thấy rất là đẹp luôn. Thành ra là Tiền cũng muốn quay một tí xíu cái đoạn phim này để mà Tiền post lên cho tất cả bà con cô bác mình xem cái cách mà ở đây mình đi mua xe như thế nào. Nếu mà mình có tiền nhiều á, mình cầm tiền mình đi mua thì mình mua xe mới như là từ 10.000 trở lên thì xe đẹp và ít cây số. Nhưng mà thôi thì liệu cơm gấp mắm, mình có tiền ít thì mình mua xe vừa vừa mình chạy cũng được, kể nó 2-3 năm hay là 2 năm cũng được, mình để dành trong thời gian 2 năm đó, mỗi tháng mình để dành ra rồi cái mình mua xe tốt hơn. Thì Tiền xin mời bà con cô bác ngày mai nhé. Hôm nay hiện tại bây giờ bên Hà Lan là 11 giờ khuya rồi, 11 giờ khuya là bên Việt Nam mình là 4 giờ sáng đó. Thành ra là ngày mai Tiền xin mời tất cả bà con cô bác cùng đi với gia đình nhỏ có Tiền đến xem xe và mua xe như thế nào nhé. Thì ngày mai á, Tiền và ông xã cũng có rủ thêm một cháu nữa là đi theo với gia đình Tiền, để mà cháu có thể mà Tiền mua chiếc xe đó Tiền chạy á, thì cháu đó sẽ chạy chiếc xe mà Tiền mướn nè đi về, còn chiếc xe mới mua thì ông xã Tiền sẽ chạy. Tiền có bằng lái nhưng mà hơn cả năm nay rồi Tiền không có lái xe thường, thành ra là khi mà mình trở lại mình lái á, thì nó có nhiều cái ngỡ ngàng lắm, mà chạy ngoài xa lộ nữa, thành ra là Tiền cũng hơi sợ sợ. Thành ra là Tiền rủ một cháu đó tên là Martin, con của bác Phương gần nhà nè, đi theo với gia đình của Tiền để mà cháu chạy chiếc xe mà cho Tiền mướn đó. Ngày hôm nay Tiền cũng mướn lại chiếc xe nữa là 1.049 đồng để mà mình chạy mình đi xem mua chiếc xe này. Rồi Tiền hẹn lại bà con cô bác mình ngày mai nha, Tiền xin hẹn lại bà con cô bác ngày mai. Tiền xin chào buổi sáng bà con cô bác. Tiền vừa mới ngủ dậy nè. Tiền ngủ dậy cũng hơn 1 tiếng rồi, tự nhiên chằn chọc mình ngủ không được, tại đi coi xe rồi không biết chiếc xe nó ra làm sao. Thành ra là cái mình cứ lo lắng, mình cứ suy nghĩ á, thành ra là ngủ không có được. Hiện tại bên Tiền mới có 8 giờ sáng à, nhưng mà có cuộc hẹn với cái người coi xe là 10 giờ mình xuống mình coi xe. Tại vì đây từ nhà Tiền mà xuống dưới đó hơn 100 km lận, thành ra là phải dậy sớm rồi pha cà phê đem theo trên đường uống. Thì tí xíu nữa trên đường đi Tiền sẽ quay cho bà con cô bác mình xem nhé. Tiền xin chúc ngày mới bà con cô bác mình luôn có thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Buổi sáng mình Tiền hiện tại là 8 giờ mà vắng lắm. Đâu ông xã Tiền thì anh ngủ không được, anh dậy từ sớm, sớm hơn Tiền nữa. Xin chào buổi sáng mọi người.
Xin là chúc mọi người ở khắp mọi nơi nhiều hạnh phúc, bình an, hạnh phúc và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và sáng hôm nay gia đình nhỏ Viễn đi chuyện đi kiếm xe mua. Nói chung là có những cái trong cuộc sống nó có những cái thay đổi thì mình phải chấp nhận thôi. Nhưng mà cái là cái bình an nhất là sức khỏe và bình an. Thành ra rồi sáng nay đi kèm cái xe mua cũng không cần mắc lắm. Nhưng sao có xe chạy được là được rồi. Và mọi người cùng xem với cái bữa nay đi xe mua xe cũ với tiền điện nhé. Xin chào. Thì thật sự ra đó Tiền cũng định không muốn làm cái clip này, nhưng mà Tiền cũng nghĩ là Tiền làm cái clip này để chia sẻ cho bà con cô bác mình cũng như các anh chị các cháu ở khắp mọi nơi xem là cái cách mình mua xe cũ ở bên đây như thế nào, rồi xe nó còn mới được bao nhiêu phần trăm, rồi so ra với cái giá ở Việt Nam là bao nhiêu. Thì Tiền xem chiếc xe này trên mạng á, là Tiền thấy là họ đăng là 3.000, 3.000 là khoảng 75 triệu tiền Việt Nam của mình đó. Chạy cũng 220.000 km rồi, xe dầu. Thành ra là ở đây á, mua xe thì không ngán, nhưng mà mình ngán nhất là tiền thuê đường, thuê xe là ngán nhất. Chứ mua xe thì 1.000, 2.000 cũng có đủ hết á. Nhưng mà con cái là mình ngại đóng tiền thuế. Nhưng mà bên đây là cái xứ lạnh, mưa nhiều, mà nếu mà không có chiếc xe hơi thì cũng khó khăn lắm. Thành ra thôi kệ, mình gán mình mua rồi mình đi làm, rồi mỗi tháng mình trả tiền thuê đường. Thì bây giờ tí xíu nữa là khoảng nửa tiếng nữa là gia đình nhỏ của Tuyền đi, và có thêm một cái cậu nữa là Martin đi cùng với gia đình của Tuyền nữa. Thì Tuyền mời tất cả bà con cô bác tí xíu nữa cùng đi với Tuyền nha. Bên Tuyền là 8 giờ hơn nè. Thì thỉnh thoảng có những chiếc xe đạp chạy ngang đó. Đó là những chiếc xe đạp của các cháu học sinh đi học. Tại vì nhà Tuyền ở đây thì cái phía trường học nằm ở xéo bên đường bên kia kìa. Đó. Rồi những người dân họ đi xe đạp, họ đi ra phố nữa, ra phố cũng đi ra đường đó luôn. Thành ra là buổi sáng mình Tiền nó vắng như vậy nè. Chào bà cô bác anh chị em. Dạ. Để bữa nay Martin ngồi trước, Tiền ngồi sau. Thành ra Tiền quay ở phía trước này cho bà con cô bác mình xem cái cảnh trên đường đi nha. Xe thì chỉ còn có 6 cây mấy số nữa là gia đình Tuyền đã đến nơi rồi. Con đường này hai bên hai hàng cây rất là đẹp. Đó, chiếc xe mà Tuyền đang chạy nè, là chiếc xe này mướn một ngày là 49 euro. 49 euro là khoảng 1.500.000 á, 1.500.000 một ngày. Nhưng mà chạy như hơn 200 km là họ tính thêm tiền km á. Bây giờ Tiền đã đến đây rồi, Tiền thấy chiếc xe này rất là đẹp luôn. Mình thấy đẹp, tiếng máy chạy cũng đẹp nữa. Xe này
2.990 đồng. Tiền thấy đẹp. Đời năm 2006 thì ông có một cái hãng xe này nhỏ nhỏ đây nè, hãng xe gia đình thôi. Ông cũng sửa và bán xe. Nhìn đẹp lắm, dễ thương, ông bà rất là vui vẻ luôn. Tiền phải nói là Tiền đến đây gặp ông bà rất là vui. Ông chủ đang đứng giữa. Máy thì Tiền thấy rất là mới luôn. Và xe Tiền thấy thì cũng đẹp, rất là đẹp. Với cái giá này thì Tiền thấy được. À, giá này tính ra tiền Việt Nam là khoảng 75 triệu, 75 triệu tiền Việt Nam. Ông bà có con chó rất là dễ thương mà ông bà rất là vui vẻ luôn, đem bánh trái mời gia đình Tiền suốt luôn đó. Con trai của ông đang mặc áo xám, ông mặc áo xanh đứng bên tay phải. Đây là cậu Martin đi theo Tuyền với ông xã. Rất là nhiều người đến xem xe. Đây trong xe họ dọn dẹp rất là sạch sẽ. Đó, xe này là 2 chấm. Tại vì ông xã thì thích tìm xe 2 chấm cho nó mạnh đó. Nhiều khi Tiền hay đi ra nước ngoài đồ chơi á, thành ra là Tiền mua chiếc xe cho nó rộng rãi hơn. Bây giờ Tiền đã mua chiếc xe này rồi, làm giấy tờ xong và trả tiền xong rồi thì ông bớt được 40 đồng. Dạ. Thì xe này đẹp lắm, Tiền rất là thích. Dạ. Ông chủ rất là dễ thương, ông cũng tặng nhau một cái túi này với địa chỉ của ông. Đó, thì bà con cô bác ơi, bây giờ gia đình nhỏ có tiền đã mua được chiếc xe này rồi. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, chiếc xe này là đời 2006, chạy được 220.000 km. Xe này là xe dầu 2 chấm. Thì ông nói là cứ mỗi một năm vậy mình kiểm tra kỹ, mình chế dầu vô cho kỹ, nhớt, xăng đồ này kia, thì có thể xe này mình chạy có thể là được 5 năm nữa đó. Thì cái hãng của ông ở đây nè, ở trước mặt hãng của ông là có một cái cánh đồng rộng mênh mông luôn. Ông nằm ở vùng Ofraiso. Đó, xung quanh đây rất là đẹp nè. Ông ở trước mặt là ông trồng những cái cây cây thông á, cây kissbom nè. Ông còn rất là nhiều ô tô luôn. Cái hãng của ông là hãng gia đình. Bây giờ Tiền lấy xe rồi, bây giờ gia đình Tiền đi chiếc xe mới này. Còn cháu Martin thì lái chiếc xe mới nãy Tiền mướn. Thì tự nhiên Tiền nhìn những người chủ này mà Tiền tin tưởng là Tiền mua chiếc xe này, gia đình Tiền sẽ gặp thật nhiều may mắn. Đây bên trong xe này sạch sẽ lắm. Và máy chạy thì ông xã thì nói là máy chạy nghe cái tiếng nó cũng tốt lắm. Còn rất là tốt. Đây Berlin, Berlin, Berlin thấy sao, thích không? Dạ thích lắm, có thấy rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Ông bà cũng rất là nhiệt tình, thương tiếc luôn. Dạ dễ thương. Mà Tiền công nhận là chiếc xe này năm 2006, nhưng mà họ chạy Tiền thấy họ giữ rất là sạch sẽ, rất là kỹ luôn. Xin chào mọi người. Hôm nay Tiền rất là mừng, cả nhà gia đình nhỏ rất là mừng là mua được chiếc xe này với túi tiền rất là nhỏ. Nhưng mà đêm hôm qua ngủ không được, nằm mơ thấy bố thì phải chạy lấy cái câu tính giá này. Tại vì khi mà bốc mộ bố lên á, bốc mộ bố lên á thì mình dành cái này. Còn bà chị ba đó, chị Nhường á, thì xin cái hộp nút vào trong cái áo vest. Tại bây giờ lúc nào á, bố cũng bên cạnh viện với gia đình nhỏ. Dạ. Bây giờ mình treo lên. Thì đánh giá này là bên người ba ở dưới lòng đất là 10 năm. Sau đó bốc hài cốt lên thì anh Điện lấy. Cái hãng xe của ông bà cụ này thì ở trong một cái ngôi làng này, Tiền thấy rất là đẹp luôn. Hồi nãy khi mua xe xong thì ông xã Tiền ra ngoài đây nè để mà làm giấy tờ á, làm giấy tờ chuyển tên luôn. Nó có những cái lẵng hoa quá đẹp. Bây giờ gia đình nhỏ của Tiền trở về lại Hua Rình là 103 km. Cái vùng ở đây có tên là Vap Bình Feld, nó hướng về Cam Bình á.
thoảng thôi chứ không có mưa liên tục. À, cái hãng của ông cũng đã có 25 năm nay rồi. Bây giờ ông để lại cho con của ông làm, con trai lớn của ông làm. Và ông thỉnh thoảng, ông thì đúng ra tuổi của ông thì ông nói là ông về hưu rồi. Nó hai bên cỏ màu tím đẹp quá đẹp. Cái đồi cỏ tím nè. Thì ông về hưu nhưng mà ông thỉnh thoảng ông ra vào để ông phụ với con trai của ông. Thì Tuyền cũng xin chân thành cảm ơn tất cả bà con cô bác đã đồng hành ngày hôm nay với gia đình của Tuyền để mà đi xem xe và mua xe. Xe này thì cũ rồi nhưng mà thôi, mình cầu xin ơn trên ban cho mình gặp thật nhiều may mắn. Và cái người bán đó, họ nói là nếu mà mình thường xuyên mình kiểm tra đó, nếu mà mình kỹ nữa thì một năm mình kiểm tra 2 lần, hoặc là nếu mà không đó, thì một năm kiểm tra 1 lần thì chiếc xe này có thể là chạy được 400.000 km. Thì Tuyền xin hẹn lại bà con cô bác mình tập phim tiếp theo nhé. Nếu mà thương yêu gia đình nhỏ của Tuyền, xin bà con hãy bấm ủng hộ Tuyền bằng cách là bấm subscribe cũng như like và share cho tất cả mọi người cùng xem để kênh YouTube của Tuyền phát triển càng ngày càng mạnh hơn nữa. Tuyền xin chân thành cảm ơn thật là nhiều ạ. Cái điều này cũng có một cái điều này cũng vui nè, thành ra là Tuyền muốn kể cho bà con cô bác mình nghe nè. Là hôm Tuyền xem chiếc xe này á, thì Tuyền thấy cái bảng số của chiếc xe này là số 58. Thì hồi hôm này á, hồi tối qua đó là sáng nay Tuyền đi xem xe nè, thì ông xã Tuyền ngủ không có được. Xong rồi cái sáng sớm anh thức dậy, anh ra ngoài McDonald's anh mua bánh mì để đem theo trên đường mình ăn á. Thì khi ra ngoài McDonald's mua bánh mì á, thì ông xã Tuyền bóc cái số. Tại khi mình đặt á, thì mình rút một cái số để mà đến số họ kêu mình. Thì ông xã Tuyền rút ngay cái số cũng 58 luôn. Đây là một cái sự trùng hợp rất là ngẫu nhiên. Thì cái số xe của Tuyền cũng 58. Mà sáng nay ông xã Tuyền đi mua đồ ăn á, thì cũng cái số chờ để mình lấy bánh á, cũng là số 58 luôn. Thành ra đó là một cái sự trùng hợp, chắc có lẽ là có duyên với số 58 này. Xe cũ của Tuyền là số 22, nhưng mà xe mới này là số 58. Thì có một cái sự trùng hợp này Tuyền muốn kể cho bà con cô bác mình nghe cho nó vui. Đó, trên đường về cũng thấy một đám mây xám xịt luôn. Lúc đi thì cũng mây xám mà về thì cũng mây xám. Tại vì qua 2 tuần trời nắng nóng quá rồi, thì bây giờ là ông trời mưa để cho cây cối tốt tươi hơn và mình cũng thấy mát hơn xíu. Đó, bây giờ mưa thì ngày xưa thì cũng nghe ông bà mình nói là cách nhà hay là mua xe hay mua gì đó mà trời mưa thì là tốt, đó là cái lộc trời ban. Thì Tuyền cũng hy vọng là gia đình Tuyền sẽ gặp thật là nhiều may mắn trong chiếc xe mới này. Mới của mình nhưng mà cũ của người ta rồi. Hồi sáng lúc mà gia đình Tuyền đi á, thì ở trên bầu trời cũng một đám mây ro và đen luôn. Đó, hai bên là biển. Đây là một cái con đê này là Lelystad. Con đê nhỏ hơn là Absalodike, hướng về Leeuwarden. Con đê này là hướng Tuyền đi ngược về Enkhuizen, sau đó Tuyền mới về lại Huaren. Nếu mà từ nhà Tuyền mà đi khít Huaren cũng đi ngang con đê này nè.